chúng ta lại chuyển qua một cái thông tin khác nữa các bạn, cũng là một cái thông tin không phải tốt, đó chính là thông tin liên quan tới SEC. Thì như tôi đã chia sẻ đầu video đó, SEC đã có hành động thực thi pháp lý đầu tiên đối với dạng NFT. Và lần này đó là một công ty có trụ sở ở Los Angeles có tên là Impact Theory thì Thuận nghe cái tên Impact Theory này cũng thấy quen quen lắm các bạn Nhưng mà cuối cùng là Thuận cũng nhớ rồi Tại vì đây là một trong những cái channel mà thường hay à, được nhắc đến Ở trong cái feed của Thuận có nghĩa là thường hay được giới thiệu đó Thì Thuận biết đến Impact Theory như là một cái podcast à, Nhưng mà dựa theo tài liệu của SEC đó thì đây là một cái công ty truyền thông và giải trí Thì họ cũng phát hành một bộ NFT có tên là Founders Keys và đây là một cái bộ NFT mà mang tên là Legendary Heroic và Relentless Thuần cũng mới biết đến bộ NFT này và đối với lại SEC đây thì họ cáo buộc bộ NFT này là một hợp đồng đầu tư, là một chứng khoán vì lý do là Impact Theory đó đã bán NFT chưa đăng ký cho nên bây giờ đó SEC đã buông lời cáo buộc và đã bắt phạt công ty này thì SEC đó đã cáo buộc đây là những hợp đồng đầu tư và công ty chào hàng việc mua NFT của họ giống như là đầu tư vào Disney, Call of Duty và YouTube cùng một lúc họ huy động được 30 triệu đô la từ doanh số bán NFT và sau đó, đó thì đáng tiếc là các bạn thấy công ty Impact Theory họ đã không chống trả lại họ không thừa nhận hay phủ nhận các cáo buộc của SEC nhưng mà Impact Theory đã, đã bắt tay thỏa thuận với SEC và đồng ý lệnh ngừng hoạt động của NFT này trả 6 triệu 1 đô la tiền phạt và trả lại cái số tiền mà nhà đầu tư đã trả để mua NFT của mình và hủy tất cả những NFT còn lại. Đó là cái sự kiện đã xảy ra ngày hôm nay. Thì điều này đó rất quan trọng các bạn. Tại vì chúng ta đã biết là SEC đã tấn công thị trường này một thời gian rồi và thường đó thì họ nhắm vào những cái dự án lớn như chúng ta nói tới XRP hay là họ nhắm vào những sàn lớn như là Binance và Coinbase. Nhưng mà đây là lần đầu tiên SEC nhắm vào một dự án NFT. Thì điều này đã khiến cho nhiều người cũng lo lắng các bạn như vậy Thì những cái dự án NFT khác có nên lo lắng hay là không à, Các bạn thấy được là ngay cả cụ tổng thống Donald Trump Cũng có một bộ NFT, thật ra có hai bộ Các bạn đã nhớ là bán lần đầu xin bán lần hai Chúng ta cũng đã từng nói về cái sự kiện này Thì cụ tổng thống Donald Trump đã bán bản quyền cho một công ty Công ty đó là cái tên nằm bên dưới này nè các bạn Đó chính là CIC Digital LLC thì nếu như vậy công ty này có gặp rắc rối với SEC hay là không Còn về cựu thống Donald Trump thì ra sao các bạn Nhưng mà chưa hẳn là gì đâu Các bạn đã thấy là sau đó, đó, thì đã có hai quỹ viên của SEC đó chính là quỹ viên Hester Pierce và quỹ viên Mark Ueda và hai người này đã cũng đã chia sẻ quan điểm của mình ở trên trang web chính thức của SEC à, đó chính là họ không đồng tình với những hành động này và để hiểu rõ hơn đó các bạn thấy được là ở trong SEC thì có tổng cộng là 5 ủy viên thì hai trong năm ủy viên đã công khai không đồng tình về việc SEC coi NFT là chứng khoán mặc dù là Hester Pierce và Mark Ueda Mark Ueda là một trong những người mà mới hơn đến SEC các bạn nhưng mà Hester Pierce thì đã có mặt một thời gian rồi và Hester Pierce là một trong những người mà cực kỳ ủng hộ crypto quan điểm của bà luôn không thay đổi Crypto là tương lai và SEC đó thật sự không có thẩm quyền đối với thị trường crypto này Còn Mark Ueda đó là một người mà mới vừa tham gia SEC à, với chức vụ là quỹ viên nhưng mà cũng là một người mà cũng lên tiếng ủng hộ crypto thì ít nhất đó, trong năm quỹ viên các bạn biết là khi mà họ bỏ phiếu đó thì à, bỏ phiếu phần đông sẽ thắng và chúng ta có bốn quỹ viên và một chủ tịch thì tổng cộng là có 5 người mặc dù là các bạn thấy là Hester Pierce và Mark Ueda đó họ đồng ý quan điểm là cách quảng bá NFT của Impact Theory đó có vấn đề tại vì khi mà họ bán NFT đó thì họ ví NFT như là một cái khoản đầu tư tiềm năng nhưng mà họ không đồng ý về việc coi NFT là một chứng khoán hay là đồ đầu tư hai cái nữa hoàn toàn khác nhau có nghĩa là Hester Pierce và Mark Ueda đã đang nói tới cái hành động của công ty so với lại cái vật mà công ty bán hai cái đó là khác nhau cái vật mà công ty bán không phải là một hợp đồng đầu tư hay chứng khoán nhưng mà hành động của công ty À, thì có thể là có vấn đề tại vì họ quảng bá như là một khoản đầu tư tiềm năng thì Hester Pierce và Mark Uy đã đưa ra một số lập luận Trước hết á, thì đây là trường hợp duy nhất có nghĩa là không có áp dụng với tất cả những trường hợp NFT khác Tại vì nó có một sự khác biệt ở đây là Impact Theory đã quảng bá NFT của họ như là khoản đầu tư gắn liền với sự thành công của công ty Có nghĩa là họ nói nếu như mà công ty thành công đó, thì NFT cũng sẽ có được cái sự tăng trưởng Nó giống như là chứng khoán của công ty gì đó nhưng mà thật ra nó không phải là chứng khoán Và những người lưu trữ NFT cũng không có phải là cổ đông của công ty Không phải dự án NFT nào cũng hứa hẹn như vậy Cho nên đây là cái điều khác biệt giữa Impact Theory và những dự án kia Thứ hai đó, chỉ vì một dự án hứa hẹn mang lại lợi nhuận tốt cũng không có nghĩa đó là chứng khoán SEC đó không thường xuyên đưa ra các biện pháp cưỡng chế đối với những người bán đồng hồ tranh vẽ hoặc là đồ sưu tầm khi mà họ hứa hẹn mơ hồ với người mua về việc xây dựng thương hiệu và do đó làm tăng giá trị khi bán lại sau này giống như là đồng hồ Rolex ý Hester Pierce và Mark Uy đã nói đó là SEC đang phân biệt đối xử với crypto thì nếu như mà chúng ta đã bước qua một cái không gian mới là NFT giống như là một cái gì đó người ta dùng để mà sưu tầm thì tại sao SEC lại không tấn công luôn những người bán đồng hồ hay là bán tranh uh, vẽ hay là những người mà bán bất cứ cái gì mà họ hứa hẹn một cách mơ hồ là mua đi cái này là sẽ có cái số lượng hạn chế sau này công ty đó sẽ lớn mạnh giống như là Rolex. Vậy thì SEC đó sẽ vạch ranh giới ở đâu? Nếu như vậy thì kiện tất cả luôn cho rồi. Đó là điều mà has appeared đây, đương nhiên không phải. SEC chỉ đang phân biệt đối xử với crypto mà thôi Điều thứ ba, Hester Pierce và Mark nói là việc thỏa thuận đóng phạt này đã không đại diện cho bất kỳ cá buộc gian lận nào Đây là vụ kiện dân sự và câu hỏi đó vẫn là crypto có nằm trong thẩm quyền của SEC hay là không Đây vẫn là câu hỏi mà chỉ quốc hội mới trả lời được mà thôi Điều cuối cùng, ngay cả khi mà nó thuộc thẩm quyền của SEC Đừng nói tới là không phải, cho dù nó là thẩm quyền của SEC đó Thì liệu hành động thực thi pháp lý, có nghĩa là kiện họ rồi làm lớn chuyện đó có hợp lý hay là không Cách giải quyết điển hình cho những hành vi vi phạm đăng ký Như bạn là một cái công ty đi bạn lỡ bán cổ phần bán chứng khoán mà chưa đăng ký Thì thường đó, nếu như mà SEC biết được thì họ cũng đã nói là hey ngưng đi một là đăng ký hai đó là phải mua lại hết những cổ phần đó à, chứ không có phải là cứ kiện tụng làm lớn chuyện lên mỗi lần mà có một công ty gì đó mà bán crypto mà SEC cho là chứng khoán mà chưa đăng ký đó thì SEC lại làm lớn chuyện lên và xem cái người đó hay là công ty đó như là một tội phạm nhưng mà đó không phải là cách mà SEC ứng xử với những công ty trong thị chứng khoán cho nên một lần nữa Hester và Mark ám chỉ SEC đó đang có sự phân biệt đối xử đối với crypto điều này đó cực kỳ quan trọng để chia sẻ để các bạn hiểu hơn Như thường chia sẻ mới đầu đó thì chúng ta có 5 ủy viên tại SEC Bao gồm cả chủ tịch Gary Gensler Thì mỗi lần mà có chuyện lớn đó, thì 5 người bỏ phiếu Và đương nhiên số đông sẽ đàn áp cái số ít hơn Và chúng ta đã biết là bây giờ có hai năm người ủng hộ crypto nếu như mà chúng ta có thêm một quỹ viên nữa thôi ủng hộ đó thì có thể lấn áp được cả chủ tịch giao Gensler và có thể là chủ tịch giao Gensler cũng sẽ bị thay thế sau một cuộc bầu cử năm 2024. SEC sẽ trở thành đồng minh lớn nhất của chúng ta nếu như điều đó xảy ra thay vì là kẻ thù lớn nhất. Thì nói một cách dễ hiểu hơn đó là thật đáng tiếc các bạn. Trước đây đó thì à, việc mà phát triển crypto ở Hoa Kỳ không phải là việc đảng này và đảng kia à, hầu như đây là một việc mà cả hai đảng đều ủng hộ. Chúng ta được là đảng dân chủ cũng đã có nhiều cái ý định thân thiện với crypto và đảng cộng hòa cũng như vậy. Nhưng mà đáng tiếc là sau khi mà có sự kiện FTX thì chúng ta được là có rất nhiều những cái người lãnh đạo của đảng dân chủ đã có cái sự thân thiết với lại Sam free fried sau đó đó sàn FTX sụp đổ dẫn đến nhiều những lãnh đạo của đảng dân chủ đó thì cũng gặp rắc rối cho nên sau đó đó thì họ lại chuyển qua để mà không mua được crypto này nữa và bây giờ đó tuy là chúng ta vẫn có nhiều người trong đảng dân chủ ủng hộ nhưng mà các bạn thấy là phần lớn đó vẫn đến từ đảng cộng hòa và điều mà tôi muốn chia sẻ đây đó không phải liên quan đến chính trị các bạn thôi chỉ nói riêng về crypto mà thôi sự thật mà ngay cả những cái luật sư à, những người mà chuyên về chính trị đó cũng đồng ý với cái quan điểm này nếu như mà chúng ta thấy là có một cái sự thay đổi của đảng trong cuộc bầu cử năm 2024 này đó thì khả năng rất cao những năm tới đây sẽ là những năm mà crypto sẽ cực kỳ phát triển ở Hoa Kỳ nếu như điều đó xảy ra cho nên đây là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn và đương nhiên khi mà có một cái tổng thống mà một đảng khác lên đó, thì chủ tịch hiện tại sẽ rời khỏi chức vụ của mình lý do các bạn cũng đã biết thông chia sẻ trước đây rồi chủ tịch SEC đó có thể là kiếm được khoảng chừng 300 400 ngàn một năm nhưng mà các bạn thấy là chủ tịch Gary Gensler thì có tổng tài sản lên tới là hơn cả trăm triệu đô la thì đương nhiên ông ta không phải làm chủ tịch SEC vì cái tiền lương 3 400 ngàn đô đó trong khi mà Gary Gensler đó có thể làm việc cho những ngân hàng lớn À, và giữ chức vụ cao và lương có thể tính tới hàng triệu đô la chứ không phải là chỉ vài trăm ngàn đương nhiên làm chức vụ chủ tịch SEC vì có mục đích khác các bạn chứ không phải là đơn giản là làm chỉ vì lãnh đường đâu tại vì các bạn nên biết là chủ tịch Gary Gensler đó trước khi mà bước vào chính trị à, thì trước đó đó đã là một trong những giám đốc cấp cao của ngân hàng Goldman Sachs rồi đây là thông tin lớn liên quan tới SEC mình tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video này. À, chúng ta có một số những thông tin khác nữa. Cho dù là các bạn thấy là tình hình nó ảm đạm ra sao, người ta chán nản như thế nào, chúng ta đang đối đầu với những cái sự kiện các bạn thấy là có nhiều cái à, tin đồn, nhiều người tin tưởng là chúng ta sẽ có một cái khủng hoảng tài chính ở Hoa Kỳ. Nhưng mà hiện bây giờ nền kinh tế của Hoa Kỳ đã vẫn đang ổn nhưng mà chưa gì hết các bạn đã thấy đã có vấn đề ở Trung Quốc rồi và đương nhiên nếu mà Trung Quốc vấn đề đó thì các bạn thấy là sẽ ảnh hưởng đến nhiều quốc gia trong đó có luôn Hoa Kỳ đó nên cái tình hình ngắn hạn các bạn chúng ta có thể nhìn thấy được là SEC đang không có thiện cảm với lại crypto nhưng mà zoom ra đó, nhìn xa hơn các bạn thì sớm muôn gì chúng ta cũng sẽ có một cái chính phủ mà ủng hộ crypto ở Hoa Kỳ sớm muôn gì đó chúng ta cũng sẽ thấy là Fed sẽ giảm lãi suất sớm muôn gì chúng ta đã thấy là dòng tiền sẽ chả trở vào thị trường này và chúng ta cũng đã thấy là một điều đó là không thay đổi theo thời gian đó chính là tiền đó thì mãi mãi được in ra. Chúng ta chỉ nói riêng về đồng đô la thôi các bạn có biết là cái số lượng tiền được in ra đó cực kỳ cao. Các bạn đã thấy được là trong vòng từ năm 2000 cho đến bây giờ đó chúng ta đã thấy là 80%, 80% các bạn của tất cả đồng đô la đã được in ra trong vòng chỉ 3 năm nay thôi và đã dẫn đến là cái số lượng tiền được tăng lên M2 khi chúng ta tính tiền mặt và những cái tiền mà chúng ta gửi trong ngân hàng và những cái mà dễ dàng đổi ra tiền đó thì cái số lượng tiền M2 này đã tăng 375% trong vòng 3 năm qua và ngay bây giờ đó thì đồng đô đồ la vẫn là tiền dự trữ của quốc tế có nghĩa là nhiều đồng khác những quốc gia khác đó họ làm phát còn nhiều hơn thế này nữa và đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy là cứ tiếp tục có sự tăng trưởng của những tài sản bất động sản crypto ngay cả vàng nếu như các bạn thật sự muốn thay đổi bức tranh tài chính của mình thì đầu tư là cách duy nhất và thường nói là đầu tư nói chung chứ không nói riêng về đầu tư bất cứ một tài sản nào hết các bạn một số thông tin nổi bật khác ngày hôm nay đây chúng ta thấy là có một tin tức lớn à, liên quan tới sàn ở hồng kông đó chính là sàn husky thì sàn Husky này đó đã trở thành sàn đầu tiên được cấp phép để bắt đầu giao dịch hôm nay tại Hồng Kông Ngay bây giờ đó thì chỉ được giao dịch BTC và Ethereum Spot mà thôi Thì như bạn có hỏi là trước đây thì Hồng Kông thật sự không có sàn hả? Thật sự là có các bạn Trước đây đó thì Hồng Kông không có luật Cho nên những sàn thì vẫn hoạt động bình thường Nhưng mà sau khi mà Hồng Kông đã đưa ra luật rồi đó Thì tất cả những sàn giao dịch hiện tại cần phải có được bằng hoạt động Và trong cái số lượng những sàn đó, đó thì sàn Husky này là sàn hoạt động đầu tiên và đây là trang web của Husky Exchange các bạn đáng tiếc là thuần ở Hoa Kỳ cho nên không thể vào xem thông tin được Nhưng mà chúng ta đã thấy là tới cuối cùng nó đã, đã bắt đầu có một chút xíu động tình tới từ Hồng Kông rồi Chúng ta đã biết là Hồng Kông nó đã, đã chính thức mở cửa để mà chào đón crypto vào ngày 1 tháng 6 Nhưng mà điều mà chúng ta đang chờ đợi đó chính là các sàn bắt đầu hoạt động tại vì cần một thời gian để mà Hồng Kông duyệt giấy tờ thì ít ra các bạn đã thấy chúng ta đã có một bước đầu tiên rồi thì Hồng Kông bây giờ mới thật sự là tham gia vào giao dịch nhưng mà cái volume bao nhiêu và sự ủng hộ là bao nhiêu thì vẫn chưa rõ hiện tại và nhất là bây giờ các bạn thấy là rất là hạn chế chỉ cho giao dịch ether và bitcoin mà thôi và đương nhiên chỉ có người ở Hồng Kông thôi những bạn nào mà ở Trung Quốc đó, thì đáng tiếc vẫn không thể công khai tham gia vào sàn này được nhưng mà tôi nghĩ là chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Đây là cái sự thử nghiệm của Trung Quốc đối với crypto này. Và chúng ta cũng thấy là Hồng Kông thì cũng muốn biến mình trở thành một trung tâm crypto của thế giới. Trong một số những cái văn bản đã chính thức cho thấy được là các bạn thấy là Bộ trưởng Tài chính của Hồng Kông đã xem blockchain và Web3 là hai cái điểm quan trọng để mà phát triển thị trường Hồng Kông sau này. Và các bạn đã thấy là những văn bản chính thức đều nói tới là một cái tương lai trong đó chúng ta có Web3, chúng ta có những công ty công nghệ blockchain, NFT, GameFi, Play to Earn vân vân. À, các bạn thấy được là Hồng Kông thì đang có một cái lòng tin là đây sẽ là một trong những ngành mà thúc đẩy sự phát triển của Hồng Kông. Tại vì các bạn đã biết là Hồng Kông trước đây là một nơi mà cực kỳ phát triển, bây giờ cũng phát triển. Nhưng mà trước đây đó là chúng ta thấy là Hồng Kông là trọng tâm của sự phát triển ở châu Á Nhưng mà các bạn thấy là trong thời gian đây đó, chúng ta đã bắt đầu có xuất hiện của Singapore Rồi chúng ta nói tới Hàn Quốc cũng phát triển rất là nhanh và chúng ta thấy là bây giờ đó thì Dubai đó cũng muốn là một cái trung tâm à, của công nghệ các bạn và đương nhiên họ cũng đang chào đón blockchain, crypto những công ty liên quan đến thị trường này thì bây giờ Hồng Kông nó đi nhiên không muốn bỏ lại phía sau rồi các bạn cũng muốn dùng thị trường này đó để củng cố lại vị thế của mình thông tin kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn chính là liên quan tới uh, Binance thì các bạn đã nhớ là Watch Street Journal đã chia sẻ một bài viết nói là sang Binance uh, vẫn cho người ở nước nga sử dụng thì đó là một cái vi phạm vì cái lệnh cấm vận thì sau đó chúng ta đã nhận được thông tin là sàn binance đang xem xét lại cái vụ này và có khả năng là sẽ ngưng không cho phép người nước nga sử dụng sàn binance nữa và ngay cả sử dụng peer to peer cũng không được và sàn Bybit và sàn OKX thì cũng sẽ nối bước theo sàn Binance sẽ loại bỏ những ngân hàng của nước Nga và sẽ hạn chế người dùng của nước Nga Ngày hôm qua đó tôi có chia sẻ thông tin liên quan tới Ben Armstrong của Bitboy Crypto thì nếu mà nào quan tâm đó thì các bạn thấy được là cái đội của Bitboy Crypto họ cũng đã đưa ra thêm thông tin họ nói là họ đã sa thải Ben Armstrong và đã cắt cái mối quan hệ giữa Ben Armstrong và Bitboy Crypto lý do đó là có hai cái thứ nhất là thiệt hại tài chính họ không nói rõ thì hệ tài chính đây là gì có thể là đang bị kiện gì đó và công ty phải chi tiền ra để mà tài tiền luật sư hay là bồi thường hay gì đó tôi không rõ đó là lý do đầu tiên lý do thứ nhì đó họ nói là họ đã không làm việc chung với Ben Armstrong nữa là tại vì Ben Armstrong sử dụng chất kích thích quá liều và làm dụng chất kích thích ảnh hưởng đến những nhân viên của Bitcoin Crypto của Round of Blockchain và những công ty liên quan thì đây là cái lời nói đến từ công ty Bitcoin Crypto các bạn và đương nhiên đối với Ben Amson đó thì Ben Amson cũng đã chia sẻ ở trên cái Twitter của mình là TJ và Justin Williams hai người này đó đang cùng nhau để đảo chính bạn các công ty từ Ben Amson nói chung thì đây vẫn là một cái drama đang xảy ra nhưng mà có một khả năng là trong đợt tăng trưởng kế này để chúng ta sẽ không còn thấy Ben Amson nữa các bạn Thông tin kế tiếp là đến từ Hàn Quốc các bạn Cách đây khoảng chừng là một tuần đã, đã có một sàn khác thống kê XRP là đồng coi yêu thích của nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc Thì hôm nay chúng ta lại có cái thống kê đến từ sàn Bịt các bạn Đây là cái sàn lớn hơn Và sàn Bịt Hâm này nói đó XRP đã trở thành đồng coi yêu thích của giới trẻ Đặc biệt là nhóm tuổi 20 XRP chiếm 20.7% trong danh mục đầu tư của họ Trong khi mà tổng phần trăm Bitcoin và Ether đó là 17.5% mà thôi Thì dựa theo sàn bị thông hơn 82% nhà đầu tư trong nhóm tuổi 20 thích các đồng crypto của biến động mạnh thì giới trẻ các bạn đương nhiên là thích biến động mạnh rồi còn nhóm tuổi 30 đó thì ngược lại tập trung đầu tư về bitcoin và ethereum với 28.2% thì cũng may quá các bạn thường cũng tập trung vào bitcoin và ether và thường đang nắm níu tuổi 30 tại vì các bạn đã biết năm nay là thường 39 rồi một năm nữa thôi thường sẽ bước qua tuổi 40 tỷ lệ đầu tư về xrp của những nhà đầu tư thuộc nhóm 30, 40, 50 và 60 đó lần lượt là 17%, 11.8, 14.9 và 13.8%. Nói chung là những người mà lớn tuổi hơn đó điều mà làm thấy thú vị là 50 và 60 tuổi thì cái phần trăm nó còn cao hơn cả 30 và 40 nữa các bạn. Nói tóm lại là những nhà đầu tư trẻ 20 tuổi thì thích XRP nhưng mà 30 40 đó thì lưu trữ một phần mà thôi nhưng mà 50 60 đó thì lưu trữ nhiều hơn cả tuổi 30 40 nữa đó điều thì cảm thấy thú vị ở đây chúng ta có một thông tin khác nữa đến từ Hàn Quốc đó chính là bắt đầu từ tháng 9 á, thì các sàn giao dịch crypto tại Hàn Quốc phải có ít nhất là 3 tỷ won nghĩa là 2 triệu ba đô la dự trữ trong tài khoản ngân hàng và yêu cầu này đó là từ hiệp hội ngân hàng cho các sàn crypto phải dành ít nhất là 3 tỷ won và lên tới 20 tỷ won dự trữ lưu giữ tiền này để mà nhằm bồi thường thiệt hại cho những người dùng nếu như mà sàn gặp phải sự kiện ngoài ý muốn Thực cái con số này nó không nhiều các bạn Nếu như nói tới là 3 tỷ won hay là 2 triệu ba mà thôi Thì mỗi lần chúng ta nghe nói tới là sàn bị hát thôi Chứ không nói tới là sàn bị sụp hay là không nói tới là sàn khai phá sản Thì 2 triệu ba này sẽ không đủ gì đâu đâu Nhưng mà đây cũng là một cái bước tiếng nhỏ về cái xu hướng mà chúng ta muốn thấy và thông tin cuối cùng đó là đến từ lào rất lâu rồi chúng ta không nghe nói thông tin từ lào các bạn nhưng mà đáng tiếc đó đây là thông tin không được tốt đối với những người mà đang đào bitcoin ở nước lào thì công ty điện lực tại lào là công ty edl theo đúng hiểu đây cũng là công ty mà thuộc quyền sở hữu của nhà nước thì họ đã thông báo đó là họ sẽ tạm dừng cung cấp điện cho các công ty đào crypto ở nước này vì lý do nắng nóng và hạn hán dẫn đến nhu cầu điện tăng cao một phần đó cũng bởi một lý do khác được một nhân viên của EDL cho biết là một số công ty đào đã không thanh toán các khoản nợ trước đó cho nên mới có cái sự kiện này xảy ra và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay Tôi hy vọng là các bạn nhận nhiều giá trị trong video này Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Capital Thì có thể tìm hiểu bằng cách ta bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi Như là các bạn có thể nhận được bonus thay giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, BitK Binance và một số nhiều chịu khác như các bạn nhìn trên màn hình nhưng bây mà, mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp theo. tạm biệt các bạn